Ô Biển xuất hiện nào, xuất hiện nào. Đây, đây rồi, đây rồi, đây rồi, em vào đây rồi. Xin mời các bạn chiêm ngưỡng em đó. Đấy, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy có y hệt ở trên ảnh mẫu không? Đấy, đẹp chưa nào? Đẹp chưa? Rất là đẹp đúng không? Vâng, xin chào tất cả các bạn đã đến với chuỗi các video dạy thời trang miễn phí chuyên nghiệp của Vũ Trần Đức Hải Master. Vâng, thưa các bạn, tôi là một nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp và tôi cũng là một người làm về đào tạo thời trang chuyên nghiệp. Trong thời gian qua, tôi đã đào tạo gần 2.000 học viên thành công và họ đã có những cái công việc rất là tốt. Họ đã làm việc có phong cách chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn và họ đang có rất nhiều khách hàng hơn. Và tôi rất là vui khi mà làm những cái chuỗi video như này để cho hàng nghìn các anh chị chúng ta chưa có điều kiện đi học của tôi ở những khóa có phí thì các anh chị đều có thể học miễn phí của Vũ Trần Đức Hải. Trong thời gian qua thì chuỗi các video của tôi miễn phí như này đã giúp ích cho hàng nghìn các anh chị. Chúng ta đã có những cái phong cách làm việc thời trang chuyên nghiệp hơn, chúng ta đã rút ngắn được thời gian, chúng ta đã hiểu hơn về làm việc thời trang chuyên nghiệp là cái gì. Và điều đấy tôi rất là vui, tôi rất là mong chờ tất cả những cái comment bình luận của các anh chị ở phía dưới này để cho tôi có thêm động lực. Hãy nhớ rằng sau khi xem xong thì hãy nhấn vào nút like để coi như một lời cảm ơn đối với Vũ Trần Đức Hải để tôi có thêm động lực, động viên cho tôi. Và các bạn nhớ hãy nhấn đăng ký kênh. Nếu anh chị nào chưa đăng ký kênh, hãy nhấn vào đăng ký kênh là nút subscribe và ấn vào hình quả chuông để các video mới tiếp theo của tôi lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên được xem đấy. Ok, hôm nay chúng ta sẽ được học mẫu là chân váy các anh chị nhá. Mọi khi tôi dạy đầm rất là nhiều rồi, hôm nay tôi sẽ đổi món đi, tôi sẽ dạy cho anh chị một cái chân váy. Và đây thực ra nó là một cái chân váy lai chân zip. Lai chân zip bởi vì nó cũng một bên là ôm và một bên là xòe ra. Đấy, anh chị thấy không? Khi mà tôi chọn mẫu thì tôi thường chọn những cái mẫu mà nó có cái sự đặc biệt như thế này. Đây là một cái mẫu trông khá là cá tính. Đấy, bởi vì là nếu mà chúng ta làm những cái mẫu mà form đơn giản bình thường thì thực ra thì nó quá dễ với các anh chị rồi đúng không? Thì các anh chị sẽ tự làm được. Vũ Trần Đức Hải thường sẽ dạy cho anh chị những cái mẫu mà lạ, chưa ai dạy bao giờ hoặc là những cái kiến thức mà các anh chị sẽ rất là cần. Thì ở đây các bạn có thể thấy đây là một cái mẫu vô cùng đẹp. Nó có một phần bên này chúng ta cảm giác là khá là ôm đúng không? Ok. Và chúng ta sẽ có những cái ly này, cái cạp này và có phần rổ. Chúng ta xem tiếp cái ảnh khác nha. Đây là một ảnh khác này, các anh chị nhìn rõ hơn này. Đó, tức là bên này nó cũng không hoàn toàn ôm và nó hơi a ra một chút các bạn nhé. Hơi a ra ở sườn bên trái, còn bên phải thì sẽ xòe ra nhiều hơn. Được chưa nào? Ok, và đây là đằng sau các bạn nhìn thấy chưa? Đằng sau là nó sẽ liền sườn, bên phải này liền sườn và đằng sau nó có cái miếng liên quan đằng trước. Đấy, đây là một cái mẫu đầm cực kỳ hay. Đấy, tôi rất thích dạy những cái mẫu kiểu như này cho các bạn để các bạn có thêm những kiến thức mới. Nào, nếu các bạn đã sẵn sàng và đã cảm thấy thích thú hãy ghi vào đây, tuyệt vời quá, để chúng ta sẽ cùng vào bài học ngay hôm nay. Đầu tiên thì các bạn hãy vẽ cho tôi cái form như này căn bản nhé. Và sau đấy chúng ta hãy chuẩn bị bộ dập. Thực ra để làm cái chân váy và cũng như áo sơ mi, áo kiểu ấy, thì chúng ta Vũ Trần Đức Hải có một cái bộ dập riêng nhé, là cho áo và chân váy. Thế tuy nhiên là để cho các bạn có thể tận dụng được cái bộ form đầm của Vũ Trần Đức Hải thì ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái chân zip từ cái form đầm này nhé. Đấy, cho nên là bạn nào mà có form đầm này rồi thì các bạn cứ lấy ra bạn dùng nhé. Còn đương nhiên ai chưa có thì các bạn phải liên hệ sớm với chúng tôi để mua cái bộ dập siêu chuẩn này nhá. Bộ dập này hay lắm nhá, cả hàng mấy nghìn người đã sử dụng bộ dập này rồi. Nếu bạn chưa biết nó, chưa sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0792666128 để có ngay bộ dập ở trên tay với cái giá ưu đãi. Ok, chúng ta sẽ sao đằng trước, sao hai bên cho tôi, đằng sau sao hai miếng cho tôi nhá các bạn nhé, bởi vì đây là mẫu bất đối xứng nên là chúng ta sẽ phải sao cả. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm mẫu này thôi. Yeah, chúng ta sẽ thấy đằng sau của cái chân váy này thì nó hoàn toàn, thứ nhất là không có ly này, và đấy là không có ly, thứ hai là nó sẽ có dáng A. Vì vậy chúng ta sẽ làm cái thân đằng sau trước này bằng cách là như sau. Bạn kè này cho tôi, sau đó chúng ta kè thẳng xuống này. Rồi đóng cái này lại.
Ở đây này, đằng trước này. Đằng trước thì các bạn sẽ, chúng ta sẽ sập những cái ly này lại nhá. Ở đây chúng ta sẽ xác định này, cái điểm, cái cạp của nó thì chúng ta có thể phát qua này, nó sẽ đi như này. Ở đây, dưới đây thì các bạn sẽ cần mở cái đường ở đây nha, mở cái này này. Và bây giờ chúng ta sẽ vẽ. Các bạn đặt cái này cho tôi ở đây nha, liền sườn sau. Sau đó các bạn đặt cái thước cao. Từ trên này xuống đây, từ trên eo xuống là 15cm nhé. Từ đây đó này. Ok. Đoạn này sẽ là 7cm. Bên này thì ít hơn, nó là 6cm. Sorry, cái này nó sẽ bể hơn các bạn nhé. Rồi, vòng như này. Bảy chấm năm nhá, à, 7.5, ok. Rồi các ly này nó sẽ đi thẳng xuống như này. Bây giờ thì chúng ta cắt cái này ra. Bây giờ chúng ta sẽ cắt cái đường này ra các bạn nhé. Ờ, cái này các bạn gập lên này. Ok, đấy các bạn thấy rằng chúng ta đã tạo xong cái ly, rất là đơn giản đấy không? Tôi sẽ bóc ra cho các bạn xem. Được chưa ạ? Nha, đây là chiều đánh mũi tên này. Là chiều gấp ly. Và tôi sẽ đo cho bạn độ mở là bao nhiêu nhé. Đây khoảng 7cm. 6cm. Ok. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xuống những phần dưới này. Phần dưới này thì các bạn dán giấy cho tôi. Ở đây các bạn sẽ thấy rằng ở đây nó xòe rất là to đúng không? Đây xòe rất là to. Đây chúng ta muốn nó xòe nhiều với xòe ít thì chúng ta mở rộng cái này ra. Đây các bạn nhé. À,
em muốn xòe nhiều xòe ít thì chúng ta mở rộng cái này ra thì nó sẽ tạo cái độ xòe. Rất là đẹp đấy, mẫu này cực kỳ đẹp luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thiết kế đánh A ở sườn bên trái ra của cả thân trước thân sau nhé. Mình đánh A một chút đây, các bạn nhìn này, đây, đằng sau nó chỉ A một chút thôi. Đây, đằng trước mình nhìn này, nên là rất là ít thôi nhá. Bạn dám rồi này. Và tôi chỉ đánh xuống phía dưới này khoảng 2cm thôi. Yeah, 2cm. Phần sau này. Đây, đây. Nó đang chéo đây này. Phần sau thì các bạn sẽ ra cho tôi là 5cm. Đấy. Rồi bây giờ các bạn sẽ thấy rằng cái này nó là cái đường chéo đúng không? Đường chéo này. Đường chéo này. Đó. Thế thì chúng ta sẽ ở đây cái chiều dài của cái bên trái này chúng ta phải xác định trước. Thì chiều dài ở đây các bạn sẽ thấy rằng nếu mà như của người ta ấy, thì nó sẽ vào khoảng 60 tính từ trên này xuống. Thế nhưng mà của chúng ta thì để cho nó dễ mà. Bởi vì là với cái tầm vóc của người Việt Nam chúng ta ấy, thì chúng ta để ở này nó bị dài quá. Nhìn cái chân nó sẽ không được tôn cái chiều dài của chân. Thì các bạn nên để ngắn. Ở đây tôi sẽ cho ngắn lại nhé. Đây, chúng ta có phần để phần cạp vào này. Tôi sẽ lấy là 52 cơ. Nha, từ trên phần eo xuống, cạp xuống là 52. Các bạn ghi đây, 52 bên sườn bên trái. Nha. Và cái này chúng ta đặt ở đây. Để chúng ta lấy khớp này. Để đây nha. Đó. Bên này thì dài hơn. Bên này thì nó sẽ là nó kẻ vào đường chính giữa này. Chính giữa cái khoảng trắng này, khoảng mở này. Đấy. Tôi sẽ đo từ phần trên cạp xuống. Chúng ta sẽ lấy là 75 các bạn nhé. 75. Ừ. Sau đó các bạn kẻ lên như thế này cho tôi. Chúng ta nối phần này với nhau. Nối chéo phần này. Và đây nó thiếu giấy thì tôi sẽ dán cái giấy này. Đó, chúng ta sẽ đặt cái này đây, nha, cái chân này đây này. Bạn nhìn thấy cái điểm này chưa? Cái điểm mà đánh dấu này, của bên sườn bên kia. Chúng ta đặt này. Bạn có thể lấy con dính để dán cho nó cố định. Đánh cong này. Đấy, các bạn sẽ làm sao cái góc này nó gần vuông là ok. Nhá. Muốn nó vuông chúng ta đánh cong lên nó sẽ là vuông. Ở đây rất là đơn giản đúng không? Đấy, trực quan dễ hiểu. Ghi vào đây nếu mà bạn thấy là rất là trực quan dễ hiểu, không có gì loằng ngoằng cả.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần cạp bạn nhé. Cạp này, chúng ta phải có cạp này. Chúng ta lấy cái phần cạp rời ở phía trên ra nhá. Thì chúng ta bây giờ chúng ta làm cái cạp bên trong. Ở đây bạn kẻ đường trục chính giữa này. Đây là cái trục chính giữa của thân trước nhá. Chúng ta gập đôi vào này. Đấy. Đây đúng khớp này. Đấy, các bạn làm đây đây. Cái giấy đây các bạn gập đôi cho tôi. Vẽ lại cái đường cong này. Chúng ta dùng bốn lăn này. Cái cạp này thì để cho nó các bạn dễ may thì tôi sẽ làm cạp rời nhé, có đường chắc ở phần sườn chứ nó không phải liền một vòng nhé. Liền một vòng thì làm nó sẽ đẹp hơn nhưng mà các bạn may nó sẽ khó, nới móc nó khó nhé. Làm liền thì cũng dễ thôi, không có gì cả. Rồi chúng ta sẽ lấy cái phần cạp ở bên trong này là cho là 6 phần. 6cm. Đây để cạp thân trước. Cạp thân trước nhân với một vải chỉnh nhá. Đây ạ. Rồi cạp thân sau. Sau thì bạn vẫn cầm đôi giấy này mà bạn để một cũng được, tùy. Một thì nhân đôi. Vẽ này cái cạp lấy cái miếng thân sau lên. Và vẽ cái đường cong của nó. Nó lấy 6 phân này. Chỗ này là sườn này. Này là tra khóa này. Ghi rõ cái đầu nhé, không là nhầm đấy. Tra khóa này. Sườn này. Đây là cạp thân sau cũng gồm hai miếng giống nhau nhé. Yeah. Nhân một, các bạn có thể dùng một miếng cạp cũng được và các bạn nhân hai cũng được, nhưng mà đây tôi làm này cho trực quan các bạn dễ hiểu. Ok, vâng, chúng ta cùng xem lại cái chân váy rất là chất lượng này, rất là chất này, rất là tây này. Hình ảnh ở đây. Và ngay dưới đây, đó chính là cái bộ dập hoàn chỉnh. Các bạn thấy không? Cái bộ dập hoàn chỉnh thì tôi cũng sẽ hướng dẫn cách may cho các bạn luôn. Đây nhá. Cái này khi mà các bạn may thì các bạn là cho tôi cái ly này. Được chưa? Đây, là cái ly như thế này. Ly này. Sau đấy chúng ta mới may vào phần cái miếng cặp ngoài. Đây gọi là miếng cặp ngoài. Đấy, các bạn may vào cái này cho tôi. Được chưa nào? Đó. Và chúng ta có miếng bên này thì chúng ta cũng may vào, các bạn có thể chắp với đường sườn ở đây hoặc là các bạn có thể tra khóa nha. Đây là đường tra khóa này, các bạn tra đây, tra khóa, được chưa, tra khóa. Ok, nhớ là phải tra qua điểm mông nhá, để mà đó. Còn đây là cái cạp này là cạp trong nhá, không phải cạp ngoài đâu. Đấy, cạp này khi mà may á, nó là dạng là cạp đáp bên trong. Thì khi may là các bạn phải may vào trong như này. Thấy chưa? Thì nhiều người là may nhầm thế này, xong là bảo là sau lại lệch. Không phải, cạp này phải may vào trong. Các bạn hiểu chưa? Hãy comment đây là cạp trong để tôi biết rằng là các bạn đang hiểu. Đó, chúng ta may vào bên trong này. Cái này cũng may vào bên trong này, may vào trong này. Và cái cạp này thì thường các bạn nên là thêm cái mùng hoặc là cái mic cạp nhá. Được chưa nào? Đó. Và chúng ta hãy cùng chào đón cái tác phẩm mà tôi đã may lên bằng vải mộc để các bạn sẽ cùng xem nhé. Đây là chúng ta xem lại. Đây. Xem là em nó lên vải mộc thì như thế nào. Đấy chưa? Ô biến xuất hiện nào. Đây rồi, em nó đây rồi. Xin mời các bạn chiêm ngưỡng em nó. Đấy, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy có y hệt ở trên ảnh mẫu không? Đấy, đẹp chưa nào? Đẹp chưa? Rất là đẹp đúng không? Nếu mà cái phần này các bạn muốn nó xòe, nó rủ nhiều hơn nhá, thì các bạn lúc mà chúng ta mở phần dập ở giữa đấy, các bạn mở rộng ra cho tôi. Đây là cái phần trắng này này. Mình mở rộng nó ra hơn. Đấy, thì nó sẽ đổ rất là nhiều.
Bạn thấy hay không? Đấy, một cái mẫu mà vô cùng là tây, vô cùng là chất lượng. Nếu mà các bạn không học bài hôm nay thì các bạn sẽ không làm được. Đây đằng sau nhá, đằng sau thì tôi mới ghim tạm thôi, chưa làm chìa khóa, nhưng mà mình sẽ may như thế này. Các bạn thấy không có lì mà nó hoàn toàn ôm nhá. Hoàn toàn ôm vào phần và sườn và ở chỗ này đấy, đẹp chưa? Y hệt luôn, không sai một ly nào. Đấy. Tôi đảm bảo cái váy này, cái chân váy này nếu mà các bạn làm ở khu vực các bạn thì khách hàng sẽ mê, bởi vì nhìn nó khác biệt đúng không? Bây giờ là người ta cần sự khác biệt các bạn. Chứ mà nếu mà các bạn cứ may mấy cái kiểu mà ôm bút chì kiểu bình thường công sở thì không đẹp, mà phải cái loại này mình mới bán được cái giá cao mọi người ạ. Mới bán giá cao, anh ghi vào đây. Chất lượng quá, thầy Hải dạy dễ hiểu đúng không? Và vô cùng chất lượng này. Đấy, mẫu thầy Hải chọn, tôi toàn chọn những cái mẫu mà nó đẳng cấp thôi. Nó phải là nó lạ, nó phải là ít người dám làm cái mẫu đấy thì tôi dạy cho các bạn. Và chia sẻ một chút nhá, nếu mà các bạn muốn mà cái mẫu này của mình ấy, nó đạt tiêu chuẩn cao thì ở phần sườn các bạn may cho tôi cái dây để mà treo đồ nhá. Rất nhiều các anh chị là làm cái chân váy mà mình không làm cái dây treo, phải có dây treo nhá. Riêng chân váy và quần phải có dây treo thì nó mới đẳng cấp. Nếu mua cái dây duy băng này, làm cái dây treo ở phần sườn thì nó sẽ rất là đẹp và đẳng cấp nhá, thì mình mới bán được giá cao. Đấy, các chị thấy tuyệt vời không? Comment đây là tuyệt vời quá. Đấy, các bạn sẽ thấy rằng là miễn phí thì tôi còn dạy cho các bạn tuyệt vời như này. Thế còn anh chị nào mà chúng ta muốn đi với nghề chuyên nghiệp, muốn làm muốn cái sự phát triển của mình nó tiết kiệm thời gian hơn, nó hiệu quả hơn, thì chắc chắn rồi, bạn sẽ cần phải vào lớp học có phí của tôi. Hiện nay tôi đang có lớp học thiết kế dập diệu kỳ này, thiết kế dập chính xác này và thiết kế dập 6D, tất cả đều học online và giá đang ưu đãi, vô cùng ưu đãi. Hãy để lại số điện thoại của mình hoặc gọi đến số điện thoại hiện trên màn hình nhá. Và bạn sẽ được nhận những cái suất ưu đãi trong mùa dịch Covid này, tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn. Còn hết dịch thì xin phép là sẽ phải đưa về cái giá gốc của nó. Đương nhiên rồi, đúng không? Rồi, xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn. Tuyệt vời quá, hãy cho tôi một like, hãy nhấn đăng ký kênh, subscribe và hãy comment những điều tuyệt vời trong bài học ngày hôm nay xuống đây. Vũ Trần Đức Hải Master xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn tại các video tuyệt vời sau. Xin chào. Cảm ơn và chúc mừng các bạn đã xem hết video cùng Vũ Trần Đức Hải. Để không bỏ lỡ những video tuyệt vời tiếp theo, hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, nút subscribe hoặc nhấn vào xem các video tiếp theo nằm bên trái hoặc bên phải của màn hình. Vũ Trần Đức Hải xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.